đây là cái cơm nấu nước gà, là cơm gà Hải Nam. Vâng. Quả nó tươi nhỉ. À, nó nguyên hộp luôn. Nó tươi, nó thơm lắm các bạn, là mình thấy nó rất là thơm. Cơm đây không chị? Chị có hay ăn cơm đây không? Ăn cơm đây ngon chứ. Cơm đây ngon à? Hôm nay chị mua quá trời anh. Bữa nào mà không mua quá trời, đây là ngon hơn bên kia. Ngon hơn bên kia luôn hả? À, đúng rồi, chính xác. Dạ. Cơm ở đây có gì đặc biệt chị? Cho em hỏi thêm câu. Đặc biệt là cái thích ăn nó sạch sẽ là một. Dạ. Đồ ăn là vừa ăn ok. Dạ. Đây, chị gần đây không? Chị ở bên quốc lộ 50 là ăn. Wow, quốc lộ 50 sang đây mua cơm. À ok. Dạ, ok, dạ rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị con biển nha. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở khu vực chợ lớn nha các bạn. Và khi đến chợ lớn thì có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là ăn cơm tàu ở chợ lớn. Ăn cơm tàu ở chợ lớn hoặc là đi chợ lớn thì ăn cơm trước. Tức là ý nói là ở khu vực chợ lớn là khu vực của người Hoa sinh sống rất là nhiều. Và ở đây thì cơm rất là ngon, cơm của người Hoa rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn cơm của người Hoa nha. Mình đang ở khu vực chợ lớn và chính xác hơn thì mình đang ở trên đường Hậu Giang các bạn ạ. Đây là đường Hậu Giang nó dài nha các bạn. Phía đằng sau này một chút xíu, phía đằng kia là khu vực chợ lớn, khu vực bến xe chợ lớn luôn. Còn khu vực phía dưới này là khu vực đi xuống đường hình như này là đi ra khu vực bến xe miền Tây các bạn ạ. Rồi đường chợ lớn thế này nha các bạn. Và quán cơm gà ở đây. Hôm nay thì chúng ta chỉ đi ăn cơm gà Hải Nam nha các bạn. Đây là một quán cơm gà nghe cái tên hơi quen các bạn ha. Vì cách đây cũng khá là lâu rồi mình cũng có giới thiệu một quán cơm gà Hải Nam rồi, và hôm nay đi trên đường này thì mình gặp thêm một quán cơm gà Hải Nam nữa. Địa chỉ là số 140 đường Hậu Giang, phường 6 quận 6 Sài Gòn nha. Ở bên cạnh thì mình thấy có hai số điện thoại của quán rồi đấy, có lẽ là đặt hàng qua nha các bạn. Rồi nha các bạn, nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm người Hoa nha, mình vào phía trong nha các bạn. Bây giờ thì quán này thì bán sớm lắm và bây giờ thì đang bắt đầu bán cho buổi trưa nha các bạn. Mình vào nha, nhìn cái tủ đồ thấy ngon ha. Ở đây mà cơm thêm mình có tính tiền thêm như thế nào anh? Một chén 10 ngàn. Dạ. Đây là chị Hà chủ quán nha các bạn. Cái này là mấy giờ là mình có cơm bán này chị? 9 giờ rưỡi bán tới 9 giờ rưỡi tối. Quán mình là cái món đặc biệt nhất là cái món gì vậy chị? Đặc biệt nhất đây là cái cơm nấu nước gà, là cơm gà Hải Nam. Vâng. Có xá xíu, có heo quay, có vịt quay, có sườn quay. Có sườn quay. Sườn quay khá lâu, còn nhiều món đầu xào nữa. Ở đây mình có khoảng nhiêu món chị? Đây cũng khoảng trên 100 món. Trên 100 món luôn. Đầu xào, canh luôn, tính hết luôn. Vâng. Dạ. Khu vực bến xe miền Tây thì có thể lên ăn thử cơm gà Hải Nam rất là nổi tiếng. Quán mình là có đặt hàng qua mạng luôn hả chị? Có. À bán app à? À app đúng rồi. Shop Food, Grab, Gojek. À. Mình bán qua đó là cái giá nó có khác chị biết ở đây không chị? Cũng một giá. Một giá luôn hả?
đấy. Còn là tức là khách chỉ tự ship à? Cái này ở đây em thấy ngoài kia có bán gà thì tụi mình bán giá như thế nào chị? Cơm gà là 56.000 một phần. 56.000 một phần. Nếu mà thêm xá xíu vô là 66. Vâng. 10.000 vô là thêm xá xíu vô. Vâng. Hoặc là nếu muốn là thêm heo quay. Dạ. Là 66. Dạ. Nếu mà ba món nữa là 76.000. Dạ. Ở đây em thấy là có nguyên con gà, nguyên vịt, nguyên heo quay mình có bán riêng không chị? Có, cũng có luôn. Ví dụ như heo quay mình bán bao nhiêu một ký? Heo quay thì bán 500.000. 500.000 một ký. Rồi à, gà? Gà thì bán 450 một con. 450 một con. Vịt bán sao chị? Vịt thì 500.000 một con. 500.000 một con. Cái nồi cơm này của mình mở ra nó thơm quá anh nhỉ? Thơm quá. Cái phần này là nhiêu anh? 66.000. 66.000. Wow. Ở đây mình ăn với dưa leo và hành lá hả? Quả nó tơi nhỉ. À, nó nguyên hộp luôn. Nó tơi, nó thơm lắm các bạn, là mình thấy nó rất là thơm. Đấy. Cái này thì như mình nấu dặn giống như là hấp anh. À. Hấp hơi à? Hay là kiểu mình nấu trong bình thường mình đem ra? Nó bình thường á. À, đấy các bạn, không đem ra đây hông tông như thế này. Như này có thảo nấu rồi, đem ra đây để cho nóng. Dạ, đấy các bạn ạ. Cái phần này là bao nhiêu khách mang về đây anh? Phần này, này. Phần này 160. 160. Vừa có gà, vừa có xá xíu, vừa có heo quay. Vâng, đấy. Dạ, heo nó giòn lắm các bạn ạ. Cái phần heo quay này là bao nhiêu vậy anh? 2 lạng 101. Heo quay đây đặc biệt lắm các bạn ạ. Đấy, heo quay da giòn. Wow, các bạn nhìn này. Nhưng mà cái này là cái da nó giòn, ở trong cái miếng thịt nó mềm à. Các bạn thấy không? Đặc biệt của nó là cái da nó giòn mà ở trong thịt nó mềm, nó ướt mềm. Đấy, tuyệt vời quá. Cái này 101 anh ha. À, cái này 101, 2 lạng. Dạ. Wow, các bạn này. Heo quay mà chặt vào ngay cái da nó giòn, rất là ngon. Cái phần này là nhiêu, cơm này nhiêu anh? 56.000. 56.000. Cơm gà của mình cơm heo quay. Còn cơm gà nếm gà xá xíu là 66.000. À, gà xá xíu 66.000. Như gà xá xíu gì là 66.000. Như phần này là 66.000. Dạ. Còn phần cơm gà không là 56.000. Vâng. Hấp dẫn lắm các bạn ạ. Ở đây em thấy có một loại nước sốt này là cái gì anh? Em thấy cái đường nước sốt này để chan với gà ăn cho nó ngon. À, sốt riêng một quán ha. Dạ. Dạ. Rồi, hấp dẫn quá. Cái này hôm nay mình có bán riêng, cái này là bán ký riêng anh? Dạ có. Dạ. Một bao nhiêu một ký anh? Như một ký là 500, còn bán lẻ là 55.000 một lẻ. À, tức là bán nó bán ký thì nó rẻ hơn chút ha. Đúng rồi. Đấy, wow, con gà nhìn ngon lắm này. Cái này là gà luộc hay gà hấp hay gà gì anh? Gà luộc á. Gà luộc. Luộc sao mà cái giá nó bóng nó ngon anh nhỉ? Dạ. Dạ. Đấy, bên này là gà quay. Bên này là xá xíu. Xá xíu. Đây là vịt quay. Đây là vịt quay. Rồi heo quay. Đúng rồi. Ở đây ăn thái chù thì có giá là từ 55.000 cho tới 70.000. Và có con gà tam bảo này các bạn. Đấy. Nói chung là giá thì mình thấy đây có cái mắc nhất là 85.000 này các bạn ơi, 84.000. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua nha. Có rất nhiều món, vừa có cơm gà, vừa có cơm gà vịt, rồi hủ tiếu, rồi có mì xào. Rồi có các món rau xào. Đấy. Giá thì có những cái món canh là 55.000, có canh, có súp, có đậu hũ nướng ngũ vị, có nhiều món lắm các bạn ơi. Rồi có các món vị trứng, các món về gà chân bơ này nè, 111 món và 120 mấy món. Rồi có các món vị bò nữa các bạn ạ, các món vị bò, về heo, về mực, có rất là nhiều món nha các bạn.
các món về tôm và các món về cá. Như vậy là đây mình thấy tổng cộng là có 135 món. Và giá thì qua những cái món về tôm nó lên tới 200 ngàn. Như vậy là có những món mắc nhất là 200 ngàn, tức là từ 55 ngàn cho tới 200 ngàn nha các bạn. Và bên này có loại nước giải khát ở bên này. Như vậy là ở đây là có tổng cộng 130 mấy món, các bạn ăn phải mấy tháng mới hết. Giá thì từ 65 ngàn cho tới mắc nhất là 200 ngàn nha. Ở đây thì có một cái thực đơn ăn tại chỗ và thực đơn mang về. Thực đơn mang về thì mình thấy hầu như nó cũng như vậy thôi các bạn ạ. Hình như nó mắc hơn khoảng 1-2 ngàn, chắc là do cái tiền hộp á, cái tiền gọi là đóng gói đồ ăn á. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần cơm và một phần canh. Một phần cơm này thì có giá là 56 ngàn. Đây các bạn này, đây là cơm gà nha. Gà đây mình thấy là người ta làm sao nó mềm lắm các bạn này, cực kỳ mềm luôn, mềm lắm. Đấy, và cơm, đặc biệt là cơm ở dưới nha. Và một đây là cái gì ạ, 56 ngàn. Thì gồm có một cái phần gà như thế này. Khá là nhiều gà nha các bạn, không ít đâu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng gà, tức là một cái phần là lườn ức của bên á. Đặc biệt là một cái chén cơm ở dưới, ăn kèm thì mình thấy có dưa leo và có hành. Có hành và rau mùi, đấy. Tức là đồ ăn kèm cũng rất là độc đáo nha. Có hành, hành lá đấy. Ăn kèm với nó thì mình thấy có một chén nước chấm. Và đây là một cái dĩa. Lúc này trong lúc mình hỏi thì ở đây phần nào đặc biệt của quán thì người ta nói cái thứ nhất là phần cơm. Và cái thứ hai là nói chung ở đây mấy cái món đồ ăn đều đặc biệt cho nên mình muốn thử hết luôn. Cho nên là mình kêu một cái dĩa là cứ thường ít. Thì cái dừa này cứ thương ít đó, cuối cùng nó lên tới là 150 nha các bạn. Một cái dừa cơm 150 này. Nó có gà luộc, gà quay, có heo quay, có xá xíu và có gà vịt quay luôn. Và có một dừa cơm ở dưới, ăn kèm thì cũng có hành lá, rau và một miếng ớt, dưa leo. Đấy, cái dừa này 150 nha các bạn nè, cho nhận xét xem cái dừa này nó như thế nào nha. Bên này thì mình có ăn thêm một chén canh. Canh này canh hạt sen, đuôi heo hầm hạt sen. Thì cái thố canh này thì có giá là 55 ngàn. Ở đây thì mình thấy có hạt sen, có táo đỏ, có đậu phộng, có đuôi heo. Cái thố canh này là nấu trong một cái thố inox nóng. Cái thố inox này làm là rất là nóng nha các bạn. Ăn kèm bên đó thì mình thấy người ta cho một chén nước mắm và một cái chén cái này tương ớt. Với lại tương giống kiểu tương me các bạn ạ. Rất là thơm. Đây là cái nước sốt me mà nó kiểu nó thơm lắm. Cái này để ăn với lại heo quay xá xíu rồi vịt quay nha, còn gà luộc ở trong cái mắm gừng. Nói chung là nhìn tổng quan ban đầu là mình thấy cái dĩa hôm nay của mình là 150 là thật sự là quá ok các bạn, cực kỳ nhiều. Cái dĩa này thì 65 ngàn cũng rất là nhiều gà. Nhưng mà cơm ở đây thì ở đây đặc biệt là cái cơm. Cho nên cơm đây thì một chén cơm thêm là tới 10 ngàn nha các bạn. Cơm này đặc biệt lắm. Và còn đồ ăn cho nên là một dĩa cơm thì có một chén cơm thôi. Rồi, mời cả nhà nha, làm miếng canh trước. Nói chung là đây các bạn này, canh cũng đặc biệt nha các bạn. Canh đua heo, táo đỏ. Thường thường các bạn mấy món canh của người Hoa là nó rất là bổ dưỡng nha. Các bạn ăn canh này thì đúng là khỏi phải lăn tăn rồi. Và đặc biệt ở đây mình thấy người ta hầm lâu lắm các bạn, là một trong cái tủ á. Thực ra nếu các bạn mà tới đây á, có thể các bạn ăn một chén cơm và ăn với cái thố canh này này thì cũng có giá là 65 ngàn. Thay vì ăn gà thì ăn canh này cũng được. Vì trong canh này cũng có rất là nhiều đuôi heo. Nó có cái vị ngọt mà kiểu là nó như thế nào nhỉ? Nó rất kiểu của người Hoa các bạn. Ở đây thì có ăn phía ngoài này và phía trong nhà và còn phía trên lầu máy lạnh nha các bạn. Nhưng mà mình hôm nay mình ngồi cái này cho nó thoáng, còn bạn nào mà không nào nóng quá thì có thể vào cái trong ngồi máy lạnh nha. Đây là cái phần đuôi heo đó các bạn này. Trong một cái tô canh này nó thì có ba cái đuôi heo này, mình có cảm giác ở đây người ta hầm rất là kỹ lắm, hầm lâu lắm, và canh ninh canh hầm á. Mềm quá, người ta hầm kỹ tới mức mà mềm, gọi là mềm tận xương luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên ăn canh của người Hoa các bạn thấy có vị nó hơi lợi chút xíu, chứ nó không phải là ngọt kiểu ngọt đậm đậm hay là mặn đậm đậm như
cái món người Việt mình đâu. Đây là cái phần gà quay nha. Một cái điều mà cực kỳ dễ nhận thấy nhất luôn, đó là những cái món quay của người Hoa là người ta làm cái da nó giòn và ở trong thịt nó ướt mềm. Đây là cái phần gà nha. Các bạn thấy không? Tức là cái phần da thì người ta làm giòn lên, còn cái phần thịt trong này hay được một cái là cái phần thịt trong này nó còn ướt mềm, nó hay lắm. Heo cũng vậy luôn. Các bạn thấy nha. Này, lấy cái miếng heo luôn này. Tức là cái heo á, người ta làm cái da đầu này nó rất là giòn, và hay một cái là ở trong phần thịt này nó mềm, mà nó mềm lắm. Nhìn là thấy ướt mềm mà thấy rồi ha. Thử mấy phần cho. Da thì giòn, thịt bên trong thì rất là mềm, da giòn lắm. Thường thường á, heo quay á, người ta quay là cái da giòn, thường cái thịt trong hơi bị khô, nhưng mà đây nó mềm hơn mức bình thường nữa các bạn ạ. Mình có cảm giác giống như mà người ta tách hai phần da thịt ra riêng, người ta làm riêng á, xong bắt đầu người ta kiếm nó giòn xong người ta ướp lại với nhau á. Đây là cái phần nước sốt nè. Thơm quá. Trong cái phần này thì như mình thấy có tường, có mè, không phải mè đâu các bạn ạ. Một loại sốt tương các bạn, chứ không phải sốt mè nha. Sốt tương, sốt chầu hào á. Nha các bạn này, đây là cái phần thịt gà này. Ở đây thì có gà quay và gà luộc nha. Cái da ngoài nó giòn mà bên trong nó mềm. Nó mềm lắm các bạn ơi, thịt nó mềm lắm. Mình có cảm giác giống như bằng người ta làm mềm nhừ thịt bên trong á. Nó mềm không phải là mềm kiểu gà bụt nha, mà nó mềm theo cái kiểu mà được nấu lâu, nó hầm kỹ á, nó mềm á, giống như bà xương các bạn ninh nhừ các bạn. Không biết là các bạn xem đây, các bạn nào làm fan của các món của người Hoa không? Các món của người Hoa người ta làm rất là công phu, cực kỳ công phu luôn. Thì các bạn ăn cái miếng thịt hay là miếng nói chung là miếng thịt hay miếng canh của người ta là các bạn biết liền, tức là nó như thế nào nhỉ, nhìn vô là biết sự công phu trong đó rồi. Ở đây đặc biệt nhất là phần cơm nha, nghe nó đặc biệt nhất là phần cơm này nè. Cơm mà cơm nó bằng nước gà mà cơm nó tơi nha, nó tơi nó khô, nó tơi nó không bị khô, nó tơi mà nó dùng nó không bị nát bét ra đó, tức là nó tơi kiểu tơi vừa phải thôi. Còn lúc này cái lúc mà mới mở cái nồi cơm nó thơm quá. Nó tơi mà nó không bị bét, mà nó cũng không bị khô. Điều này có vẻ hơn nhiều. Đây là cái phần vịt quay nữa các bạn này. Các bạn này, các bạn nhìn ngang cái miếng thịt vịt nha. Người da ngoài thì các bạn hơi giòn, và ở trong vịt này thì rất tích. Người ta quay xong mà con vịt nó vẫn còn ướt mềm lắm. Nó hay chỗ đó đó. Ngọt thịt quá. Ở trong này có rất là nhiều món, nếu mà có cơ hội chắc mình phải thử thêm một số món nữa quá. Nhưng mà hôm nay thì mình ăn thử cái món đặc biệt nhất của quán. Cái này là cái phần gà này. Gà luộc đấy, mình thấy nó nói chung là các bạn là luộc gà nha. Thường thường thì chúng ta sẽ đi ăn cơm mà chúng ta sẽ thấy gà luộc thường thường nó sẽ giòn dai phía ngoài và thịt bên trong phía dai. Nhưng mà ở đây thì mình thấy nó mềm các bạn ạ. Mình nhìn thấy miếng thịt gà là mình thấy nó mềm rồi. Thịt gà thì ăn với lại cái nước mắm gừng này. Nó mềm theo kiểu mềm 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 mại các bạn. Wow, nó mềm quá. Nhưng mà thực sự là mình thấy nếu mà vịt quay gà quay làm mềm ngon, nhưng mà cái món gà này mà làm mềm quá lại mình lại không có thích bằng cái gà dai giòn của nhà mình nha. Đây thì xa xíu nha. Đây miếng xa xíu à. Có biết bạn nào là dân chuyên gia về xa xíu không? Theo các bạn là nhìn miếng cá xíu này có ngon không?
để ăn phồng miếng. Vừa ngọt vừa dai vừa mềm. Xa xíu này là người ta làm bằng cái thịt, gọi là cái giống thịt nạc đùi các bạn, nhưng mà ăn vào miếng nó bị khô nha, rất là mềm. Thì xa xíu rất là mềm. Mà công nhận người ta làm nước sốt này ngon này. Nãy giờ cái gì cái chấm của nước sốt này ngon quá. Ở đây á, vịt hay gà người ta đều làm mềm từ xương mềm ra này. Cho nên các bạn cứ bỏ vào miệng cả miếng nhai nhả xương xong rồi không sao. Các bạn này, thực sự lần đầu tiên á, mình ăn cơm á mà có cái hành lá này các bạn này. Ăn cái vị nó lạ lắm. Nó vừa thơm thơm vừa hăng hăng. Một cái kiểu ăn rất là lạ. Ăn cơm với hành lá nó làm nó ngon nhá các bạn. Đầu tiên mới bỏ vào nó hơi hăng hăng. Nhưng mà sau đó nó kéo ra cái mùi cay cay rất là lạ. Không nhìn cơm này ngon. Cơm này nó tơi á. Nó tơi nó không bị khô trong miệng á. Thịt mềm, vừa giòn vừa mềm. Cơm cũng tơi, cũng vừa tơi vừa xốp và không bị khô. Cảm thấy nó mắm bừng để ăn hết ý luôn. Nói chung á, bữa hôm nay thì trong quán nó còn làm một chỗ bán pha lấu nữa. Mình không có ăn. Hôm nay mình ăn gà quay, gà luộc, heo quay và heo xá xíu và mắm vịt quay. Thì mình thấy gà quay và vịt quay rất là ngon. Người ta làm đây rất là khéo, là thứ nhất là cái da ngoài nó giòn và trong cái thịt trong nó rất là mềm. Ăn rất là đã. Cái phần xá xíu, thì xá xíu mình tưởng nó khô nhưng mà ăn vào không. Người ta làm bằng thịt nạc mà người ta gọi là người ta kia người ta sốt từ gì lên mà nó không bị khô, nó rất là thấm, rất là mềm, rất là ngon. Về cái phần gà thì ở đây gà ở đây người ta cũng làm mềm, mềm từ da mềm vào luôn. Nhưng nếu mà mình thích thì mình còn thích cái gà da giòn của Việt Nam mình hơn. Nói chung là mình, cái phần gà này thì khẩu vị của mình không có ok lắm, mình không có thích lắm. Nhưng mà về phần vịt rất là ngon, các phần khác mình thấy rất là ok các bạn ạ. Hôm nay thì mình gọi hai phần, một phần là bình quân là 65.000 của quán. Mình thấy ở đây thường thường những cái quán của Nghệ Hóa các bạn thì cái giá nó sẽ hơi nhìn hơn một chút xíu so với những món người Việt. Vì mình chỉ là do một phần do cái khẩu vị hoặc là do cái cách làm người ta nó quá công phu, quá mất công. Mình cũng biết nó như thế nào, nhưng mà một cái món Nghệ Hóa nó luôn luôn có một cái điều đặc biệt gì đó. Nói chung riêng về phần giá cả thì mình dành cho qua nhận xét nha. Nếu mà bạn nào mà thích ăn các món của Nghệ Hóa thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua phần ăn thử xem như thế nào nha, rồi cho mình biết cái đánh giá luôn nha. Và những cái bạn nào là từng ăn cơm ở đây rồi thì cũng có thể để lại cho mình một cái nhận xét đánh giá xem như thế nào nha. Còn đến khẩu vị của mình thì mình thấy ở đây ok các bạn ạ. À quên. Quên nãy giờ mình ăn còn nóng. Các bạn tới đây thì chú ý ăn canh nha. Ở đây có rất là nhiều loại canh. Hôm nay mình gọi canh đuôi heo hạt sen, mình ăn thấy khá là ok. Đuôi heo hầm củ sen và đậu phộng khá là ngon. Rồi nha, video này thì còn dài rồi, chắc mình sẽ kết thúc video này ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều món ngon mới thì đi đón gì nhá. Còn bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn ạ. Nếu mà bạn nào muốn ăn cháo đà giống mình cứ gọi 8:30 mà ăn nhé.